Do không khí lạnh đang trong quá trình suy yếu, nên nhiệt độ ở các tỉnh phía Bắc có xu hướng tăng dần. Về đêm và sáng trời nhiều mây, độ ẩm không khí cao, có sương mù và một vài nơi có mưa nhỏ. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến dao động trong khoảng từ 14 cho đến 17 độ. Sang ngày mai, hầu hết các nơi trên khu vực trời không mưa, có lúc hửng nắng nhẹ, với nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 20 cho đến 23 độ. Một số nơi có thể đạt mức từ 27 cho đến 29 độ. Trong đêm nay và ngày mai, Trung Bộ sẽ chỉ có mưa nhỏ về đêm và sáng ở một vài nơi. Ban ngày trời có nắng, trong đó trạng thái nắng nhiều sẽ tập trung tại các tỉnh Nam Trung Bộ. Nhiệt độ cũng có xu hướng tăng dần từ 21 cho đến 24 độ ở khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và từ 23 đến 26 độ đối với các tỉnh từ Quảng Bình cho đến Phú Yên và từ 27 cho đến 30 độ ở khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận. Trong khi đó, thời tiết chủ đạo tại các tỉnh phía Nam là nắng và khô. Sang ngày mai, nhiệt độ cao nhất ở khu vực Tây Nguyên phổ biến trong mức từ 28 cho đến 31 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ là từ 32 cho đến 35 độ. Chuyển sang thời tiết biển. Từ ngày mai, gió trên hầu khắp các vùng biển, bao gồm cả hai huyện đảo là Hoàng Sa và Trường Sa, đều suy yếu và hoạt động ở mức trung bình nên không gây biển động. Thời tiết thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Phần cuối bản tin ngày hôm nay sẽ là thông tin thời tiết tại một số thành phố du lịch trên cả nước. Đêm nay và ngày mai, tỉnh Quảng Ninh chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tiếp tục suy yếu, nên thời tiết các khu vực trong tỉnh phổ biến là nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ có xu hướng tăng hơn so với ngày hôm qua. Cụ thể, ở tại khu vực miền Đông, đêm gió Đông Bắc, ngày gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 16 đến 23 độ. Ở khu vực miền Tây, dự báo trong ngày mai sẽ có gió nhẹ, nhiệt độ cao hơn một chút so với khu vực miền Đông, phổ biến ở mức từ 17 cho đến 24 độ. Đây cũng là hình thái thời tiết cơ bản tại thành phố Hạ Long, tuy nhiên nhiệt độ cao nhất tại đây cũng không vượt ngưỡng 23 độ. Đối với vùng biển ngoài khơi, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, đêm gió Đông Bắc, ngày gió Đông Nam cấp 3, cấp 4, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, nhiệt độ thấp nhất là 16 độ và cao nhất là 22 độ.